tin. Dạ nó tự cập nhật mà. Đây chỉ đường này. Chỉ đường là bấm vào đâu chỉ đường ra? Bấm vào đây. Bấm chỗ này. Xong rồi điểm đến, xong rồi tìm địa chỉ. Rồi bấm là ra. Rồi. Còn quay lại. Có sử dụng được bấm trên điện thoại không? Điện thoại à? Ừ. Không, như là nó chỉ có hỗ trợ mình nghe gọi kết nối qua cái điện thoại thôi. Còn còn trên đây thì có là chỉ có quản lý xe đúng không? Nhớ anh. Đúng rồi, đang